Hello, chào các em. Bữa nay chúng ta lại gặp nhau. Chúng ta tiếp tục sẽ cắt và lắp mô hình 3D. Bữa nay là chúng ta sẽ lắp chiếc xe taxi nhé. Rồi, giờ chúng ta bước đầu tiên là chúng ta sẽ cắt cái này ra trước. Rồi, chúng ta cắt rồi. Cắt xong sẽ được như thế này. Rồi, bắt đầu ta dán keo những cái này. Rồi, chúng ta đã dán xong rồi. Rồi chúng ta bắt đầu gấp gấp thêm mấy cái đường này nè để chúng ta xếp là nó dễ hơn. Mấy đường gập đứt nè, gấp đều hết đây.
rồi, tên 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 đây là xong, chúng ta xong một chiếc taxi. Taxi rất đẹp luôn. Các em nhớ đăng ký kênh để xem video ship hình hơn nhé. Chào các em.